Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Vĩnh Tường tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, hoạt động công tác hội người cao tuổi được duy trì, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình lớn do Trung ương hội phát động. Công tác xây dựng tổ chức hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục ổn định, củng cố, kiện toàn. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm. Hội tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tinh thần để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi được chú trọng. Hội người cao tuổi đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2023, Hội tập trung chỉ đạo hội người cao tuổi các xã, thị trấn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình lớn do Trung ương hội phát động, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức các cuộc biểu diễn và giao lưu văn nghệ gắn với tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước. Tiếp tục chỉ đạo hội người cao tuổi xã, thị trấn lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 6 Hội người cao tuổi Việt Nam. Hội nông dân xã Minh Quang tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2028. Đây là đơn vị được Hội nông dân huyện Tam Đảo chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào hội nông dân xã Minh Quang đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia tổ chức hội. Nổi bật là 5 năm qua, hội viên nông dân trong toàn xã đã tham gia hiến đất làm đường giao thông với tổng diện tích gần 38.800 m², ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, đóng góp gần 4.000 ngày công trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đại hội đã bầu 17 ủy viên ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện công văn số 1662 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện giao nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau. Quán triệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 19 của Ban Bí thư, chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1662 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm tốt công tác phòng chống dịch, thiên tai, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh có thể xảy ra. Phân công cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên thường trực hàng ngày và trực Tết. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Tuyệt đối không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho cán bộ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức dưới mọi hình thức. Không tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết, không tổ chức đoàn đi các lễ chùa, lễ hội, du xuân, du lịch, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, du lịch, lễ chùa. Các sở ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 9706 ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, mặc dù cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, nhưng bằng tinh thần chủ động, giải pháp linh hoạt cùng sự quyết liệt cao, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Người đứng đầu địa phương, đơn vị đã tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đảng viên và nhân dân để xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Cũng từ đó, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Một bản án đã có hiệu lực thi hành từ năm 2016 đối với gia đình ông Nguyễn Văn Thóc ở xã Yên Phương, nhưng đến cuối năm 2022 mới được thực hiện. Đây là vụ việc tồn đọng kéo dài cần phải thi hành án đã được tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho huyện Yên Lạc. Để có thể giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành án này, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Lạc trực tiếp là đồng chí Bí thư huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tập trung cao độ tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, của huyện ủy, Đảng ủy chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã chỉ đạo vào cuộc rất là nhiều lần đến tuyên truyền vận động đối với gia đình ông Thóc, nhưng mà bản thân gia đình ông và gia đình cũng không thực hiện theo tất cả các phương án chúng tôi đề ra. Sau đó thì chúng tôi cũng kết hợp với lại phối hợp với lại trên án nhân sự huyện Yên Lạc đã tiến hành cưỡng chế vụ việc từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 thì hoàn thành. Từ đó đến nay thì lòng tin của nhân dân rất là ủng hộ về các cái chủ trương đường lối của Đảng. Và tiếp theo chúng tôi cũng hàng năm thì còn một số nhiệm vụ tâm thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo các giao để thực hiện. Với phương châm không ngại khó, không ngại khổ, huyện Yên Lạc đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, trong đó đã chỉ đạo giải quyết 450 trên 419 vụ tồn tại về đất đai cũ, đạt 107%, giải quyết 100% vụ việc phát sinh mới, 100% đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết, không có tình trạng khiếu nại tố cáo đông người kéo dài. Việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm của Ban Thường vụ huyện ủy Yên Lạc đã làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Những cái vụ việc khó, phức tạp mà đã tồn đọng từ rất nhiều năm thì chúng tôi phải có cái sự thống nhất trong lãnh đạo. Trước hết là phải có chủ trương của Ban Thường vụ. Thế sau đó thì phân công trách nhiệm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ. Thì những cơ quan tham mưu giúp việc phải cũng rất sát công việc. Thế và cái sự quyết đáp của người đứng đầu. Người đứng đầu giao việc nhưng mà phải kiểm soát được tiến độ. Thế và đánh giá được cái tiến độ và nhận định được những cái khó khăn, những cái có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Thế và trên những cái cơ sở mà đánh giá kỹ về những cái nội dung mà có thể phát sinh thì chúng tôi lường trước được và khắc phục được ngay từ khi trước khi mà nó diễn ra. Những kết quả Đảng bộ huyện Yên Lạc đạt được đã khẳng định quyết tâm chính trị và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện. Đến bây giờ là về cán bộ, đảng viên và các hội đoàn thể nhân dân làng Yên Thư cơ bản là rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp trên đã kịp thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và phối hợp với quần chúng nhân dân đã hoàn thành cái việc mà cưỡng chế cái đầm xéo của Yên Thư đối với gia đình Thóc. Từ sự chủ động, linh hoạt của người đứng đầu, hiệu quả, khối lượng công việc ở địa phương được nâng lên rõ rệt, đã khẳng định việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm là khâu đột phá của công tác cán bộ, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ Vĩnh Phúc đã tích cực kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng chung tay góp sức xây sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Từ sự hỗ trợ của cộng đồng, những ngôi nhà chữ thập đỏ, nhà nhân ái đã giúp người nghèo có chốn để an cư, là nguồn động viên lớn để họ vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Dương Thị Bảy ở tổ dân phố Cửu Yên 1, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo là hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trước đây ở trong căn nhà cũ, xuống cấp, sập sệ. Được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, bà Bảy được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái, khang trang, sạch đẹp. Xuân này, được đón Tết trong ngôi nhà mới, bà Bảy không giấu được niềm hạnh phúc, sự biết ơn, trân trọng những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Ngày trưa thì mưa thì nắng, nó kể hết, nó nát nhà đấy. Xong thì đi chạy xuống chạy lên thì không nấu được cơm. Thế xong thì vất vả, hai mẹ con cũng vất vả quá. Năm nay là nhà mới, hai mẹ con vui, hạnh phúc. Thì cảm ơn Thập Đỏ. Với mong muốn không để cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải ở trong căn nhà tạm và rột nát, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kết hợp cùng các nguồn vốn khác để tu sửa, xây mới nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện làm nhà. Nhờ sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm,
cuộc sống của nhiều người khó khăn trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi tích cực, được sống trong những ngôi nhà chữ thập đỏ ấm áp nghĩa tình. Trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động và tổ chức xây dựng bàn giao trên 50 căn nhà chữ thập đỏ, nhà nhân ái tại các huyện, thành phố với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Qua đó góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, khang trang, ổn định cuộc sống. Với cái vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện, thì những năm qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện tốt cái triển khai cái mô hình xây dựng nhà chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Thế và hàng năm thì trung bình các cấp hội trên địa bàn tỉnh thì hỗ trợ từ 50 đến 55 nhà chữ thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Cái giá trị trợ giúp cho các cái đối tượng gia đình hộ nghèo, người yếu thế là từ 50 triệu đến 100 triệu lên. Với những kết quả tích cực, ý nghĩa trong việc triển khai mô hình nhà chữ thập đỏ, nhà nhân ái, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động trợ giúp nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.